Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 120/2021 quyết định giảm hàng loạt các loại phí lệ phí. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến việc giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân gắn chip. Mức phí ưu đãi này chỉ được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Sau ngày này, người dân đi làm căn cước gắn chip sẽ phải trả theo mức phí được quy định tại thông tư số 59/2019 của Bộ Tài chính. Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông, không gắn chip điện tử cho công dân trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Dịch vụ này sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Như vậy, từ tháng 6 tới, người dân có thể đăng nhập vào cổng dịch vụ công của Bộ Công an để đăng ký hồ sơ thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu điện hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả. Theo Nghị định số 123/2020, doanh nghiệp tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19 tháng 10 năm 2020 thì vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn đó đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Thay vì sử dụng hóa đơn giấy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các doanh nghiệp tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.